Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày mùng 7 tháng 12 năm 2023. Như mình đã hẹn với các bạn vào tối ngày hôm qua thì ngày hôm nay mình sẽ dành toàn bộ thời lượng này để kể cho các bạn nghe câu chuyện liên quan đến Philip Nguyễn. Tên tiếng Việt của Philip Nguyễn là gì và cái vấn đề nó nằm ở đâu khi mà Philip Nguyễn nhập quốc tịch lại loại mất nhiều thời gian đến như thế. Và thời điểm nào là thời điểm mà Philip Nguyễn đã nhận được quốc tịch Việt Nam thì hôm nay Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không nói đến cái việc là huấn luyện viên Philip Jose đưa Philip Nguyễn vào cái kế hoạch của mình như thế nào và từ thời điểm nào thì huấn luyện viên Philip Jose bắt đầu nói đến cái tên Philip Nguyễn. Và điều kiện thứ ba chúng ta cũng đã muốn nói chuyện với nhau xem là Philip Nguyễn có lợi thế gì, Văn Lâm có lợi thế gì trong cuộc đua để trở thành thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Hôm nay thì Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những thông tin này. Và ngày hôm nay thì Minh Hải cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề này mà thôi Còn những chủ đề khác thì mình xin phép với các bạn là sẽ không chia sẻ Bởi vì là thực sự mà nói thì ngày hôm nay mình cũng có thêm những cái thông tin liên quan đến đội tuyển quốc gia à, Huấn luyện viên Philip Chuse thì cũng đang chuẩn bị cái kế hoạch rồi bởi vì đến cuối tháng này thì chúng ta đã tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024 Thời gian thì không còn nhiều, lực lượng thì vẫn thế và bây giờ thì huấn luyện viên Philip Chu C còn đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn đó là rất nhiều các trụ cột của đội tuyển Việt Nam cái bộ khung mà ông đã xây dựng trong suốt thời gian qua thì hiện nay đang không có được phong độ tốt ở giải vô địch quốc gia ngoại trừ hai thủ môn đó thì hôm nay Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra mình sẽ trả lời các bạn nhé đầu tiên là mình sẽ nói với các bạn với các bạn về thời gian mà Philip Nguyễn nhận được quốc tịch đó là vào 20 giờ 4 phút Tối ngày hôm qua, là ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023 thì bên phía Bộ Tư pháp cũng đã thông báo cho bên phía công an Hà Nội là tất cả các thủ tục đã xong xuôi và Philip Nguyễn đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Như vậy là vào 20 giờ 4 phút ngày hôm qua ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023 thì Philip Nguyễn mới có quốc tịch. Điều này khiến mình khá là bất ngờ là bởi vì là lúc mà mình uh, chuẩn bị uh, kết thúc cái 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 giờ chiều mình chuẩn bị cái nội dung để cho chương trình livestream buổi tối thì à, mình có cập nhật bên phía công an Hà Nội thì họ nói là chưa có thông tin gì và lẽ ra là phải là ngày hôm nay mới được thông báo này. Đấy, tức là hôm nay bạn đấy mới nhận được toàn bộ hồ sơ. Đấy nhưng mà ngày hôm qua thì họ à, bên phía Bộ Tư pháp đã thông báo cho công an Hà Nội là mọi thứ đã xong xuôi và bạn đấy đã có quốc tịch rồi. Hôm nay thì Philip Nguyễn sẽ nhận được hồ sơ và hồ sơ đấy cũng sẽ chuyển đổi thành hộ chiếu, chuyển đổi thành căn cước công dân và quan trọng nhất là chúng ta sẽ hoàn thành cái bộ hồ sơ để chuyển lên cho liên đoàn bóng đá việt nam liên đoàn bóng đá việt nam sẽ chứng minh philip nguyễn trở thành công dân việt nam rồi và lúc này thì liên đoàn bóng đá việt nam sẽ phải làm gì liên đoàn bóng đá việt nam sẽ phải gửi một cái công văn sang liên đoàn bóng đá cộng hòa séc để kiểm tra xem philip nguyễn đã từng thi đấu ở cấp độ đội tuyển nào của cộng hòa séc hay chưa đấy bởi vì là cái này là chắc chắn là chúng ta phải làm và khi chúng ta làm rồi thì chúng ta sẽ nhận được một cái công văn phản hồi của bên phía Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc là bạn này đủ tiêu chuẩn để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy là Philip Nguyễn sẽ chính thức trở thành công dân Việt Nam, bạn ấy sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia và khi bạn đấy thi đấu cho đội tuyển quốc gia của chúng ta thì bạn ấy sẽ chỉ thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thôi. Đây là thông tin mà mình có được từ cái mình có hỏi về Liên đoàn bóng đá Việt Nam về cái quy trình thì trước đây có nói là trước đây thì có nói là khi mà chúng ta có một cầu thủ nào đấy nhập quốc tịch Việt Kiều nhập quốc tịch thì đặc biệt là những cầu thủ có song tịch đó thì mình sẽ phải kiểm tra xem là bên quốc tịch kia người ta có còn người tức là người ta đã sử dụng cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia chưa. Tức là bạn thì có thể có nhiều quốc tịch nhưng bóng đá thì bạn chỉ có một quốc tịch thôi. Tức là bạn đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia này rồi thì có lẽ là thôi không thi đấu cho đội tuyển quốc gia khác nữa. Thì đó chính là những cái mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt buộc phải làm Câu chuyện thứ ba mà mọi người hỏi khá khá là nhiều Đó là Philip Nguyễn tên tiếng Việt là gì Ngày hôm qua có một bạn hỏi rất là hay Và sáng ngày hôm nay thì mình có chia sẻ Mình có hỏi được Là Philip Nguyễn có tên là Nguyễn Philip Và tên này thì trùng với tên con của Philip Nguyễn Và Philip Nguyễn thì sẽ có cái tên đệm nữa đúng không ạ Mình đoán là như vậy thôi Chứ hai bố con mà trùng tên thì nghe nó hơi kỳ Đó thì À, như mình đã từng chia sẻ với các bạn là lúc đầu cái cái, cái công văn xin của Philip Nguyễn đấy là nó không nó không chuẩn. Là bởi vì vấn đề ở đó là Philip Nguyễn và cái tên Philip Nguyễn đó là một cái tên nó không thuần Việt. Tên thuần Việt được định nghĩa là họ phải đứng trước. Đó, sau đó tên đệm, sau đó mới đến tên. Nếu như trong trường hợp không có tên đệm thì họ xong rồi đến tên luôn. Đó, còn tên đệm bao nhiêu thì tùy đúng không các bạn Tất nhiên là không phải nó dài quá thì cũng không được nhưng mà nói tóm lại là nó phải có tên tức là có họ và có tên đấy, thì uh, họ phải đứng trước tên phải đứng sau Cho nên là Philip Nguyễn bây giờ đã trở thành Nguyễn Philip và tên con của của Philip Nguyễn cũng tên là là Nguyễn Philip thực ra bây giờ thì mình cũng không biết là nên đọc là Philip Nguyễn hay đọc là là Nguyễn Philip bởi vì là các bạn biết là nó cũng hơi có một chút gì đấy nó hơi ngượng mồm chúng ta đã đọc Philip Nguyễn nó quen rồi giờ đọc uh, Nguyễn Philip nó cũng khó hay là như trường hợp của của Lý Nguyễn cũng vậy thì à, đó chúng ta đã có được những cái thông tin mà các bạn yêu cầu à, theo như những gì mình có thì à, huấn luyện viên Philip Chu đã nhắc đến cái tên Philip Nguyễn từ tháng 10 năm 2023 và vào thời điểm đó thì liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như ông Philip Nguyễn có được cái thông tin từ công an Hà Nội rằng là Philip Nguyễn có thể sẽ có quốc tịch trong tháng 10. Và sau đó thì như các bạn mình cũng đã mình cũng đã nói chuyện với mọi người trong một cái chương trình. Sau khi mình hỏi cái quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì họ nói là khi mà Philip Nguyễn chưa có quốc tịch thì kiểu gì cũng không thể gọi lên được. Đó. Bởi vì khi họ chưa có quốc tịch Việt Nam thì bây giờ gọi lên đội tuyển Việt Nam là nó sai với cái quy định của FIFA. Và đó chính là cái lý do vì sao mà Philip Nguyễn đã không được gọi lên đội tuyển Việt Nam trước đó. Và mọi người bảo là tại sao không gọi Philip Nguyễn lên trước đi để cho bạn ấy hòa nhập cùng với đội Rồi bạn ấy sẽ thiết lập được một cái tiếng nói chung với các đồng đội Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn luôn là không được Đến tháng 11 là cũng không được luôn Đến tháng 11 cũng không được luôn để đợi cho hai cái trận đấu FIFA đây cũng không được Và đến ngày hôm qua là ngày mùng 6 tháng 12 thì bạn ấy đã có quốc tịch Như vậy là kéo dài đúng 9 năm Kể từ khi bố của Philip Nguyễn bắt đầu gửi lên Đại sứ quán Việt Nam để xin quốc tịch cho Philip Nguyễn thì đến bây giờ đã đúng là 9 năm rồi từ 2014 cho đến bây giờ thì Philip Nguyễn mới có quốc tịch Việt Nam nhưng không sao cả à, muộn còn hơn không đúng không ạ và mình tin là huấn luyện viên Philip Chu C sẽ rất là vui mừng để triệu uh, tập Philip Nguyễn lên còn từ bây giờ cho đến khi mà mà chúng ta uh, đăng ký tức là ngày 12 tháng 12 uh, chúng ta còn 5 ngày nữa 5 ngày nữa thì nó lại có hai ngày là ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật Đấy, đó là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 cho nên là liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải cố gắng làm rất là sớm để kịp đăng ký danh sách sơ bộ cho 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 Asian Cup đó. Và mình cũng đã à, hỏi, mình cũng đã dò hỏi thì biết được rằng là huấn luyện viên Philip Chu đánh giá rất là cao Philip Nguyễn bởi vì cái khả năng chơi chân của Philip Nguyễn. Hiện nay thì sẽ rất khó để chúng ta có thể khẳng định được rằng là Philip Nguyễn sẽ là thủ môn số 1. Mình thì mình nghĩ là khả năng cao là bạn ấy sẽ là thủ môn số 1 thôi. Đấy, nhưng mà Đặng Văn Lâm thì thời gian vừa rồi các bạn thấy chơi cực tốt đặc biệt là trong trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội nếu như không có sự tỏa sáng của Đặng Văn Lâm thì khả năng cao là Maryland quy nhân Bình Định đã có thể thua với một cái cách biệt khá là đậm trước khi mà Allen ghi được bàn thắng rồi đó và các bạn thấy có một cú hích không khi mà Philip Nguyễn uh, chiến đấu để uh, khẳng định mình ở V-League sau đó là chạy đua với thời gian để có được cái căn cước công dân Việt Nam thì cùng với cái 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 sự tức là cùng với những cái bước tiến trong sự nghiệp cũng như là về cái việc là lấy uh, uh, quốc tịch Việt Nam của Philip Nguyễn thì Đặng Văn Lâm cũng sẽ cố gắng hơn. Và rõ ràng là trong thời gian gần đây thì Văn Lâm chơi hay hơn hẳn luôn. Đó, tất nhiên là không phải là vì có vì có Philip Nguyễn mà Văn Lâm mới chơi hay, nhưng mà mình nghĩ rằng không ít thì nhiều, Philip Nguyễn cũng sẽ tạo một cái động lực rất là lớn cho Đặng Văn Lâm. Đó, như vậy là bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem liên đoàn bóng đá Việt Nam à, chuẩn bị tất cả các hồ sơ để đăng ký như thế nào. Đó, khi nào mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đăng ký xong, Philip Nguyễn thì mình sẽ thông báo với các bạn. Bởi vì là mình cũng đang cũng chẳng nói dấu gì mọi người, là mình cũng đang rất là cố gắng để có được cái thông tin liên quan đến danh sách đăng ký sơ bộ để xem xem là một loạt những cầu thủ, ví dụ như là Công Phượng có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ không, rồi Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ không những cầu thủ này là những cầu thủ rất là quan trọng mà mình nghĩ là người hâm mộ cũng rất là quan tâm mình đang theo rất là sát với cái à, hoạt động này của liên đoàn bóng đá Việt Nam các bạn cứ yên tâm khi có thông tin mới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay bây giờ thì à, xin phép là mình sẽ chia sẻ một chút hôm nay thì có bạn còn hỏi mình là liệu Văn Hoàng có cơ hội lên đội tuyển quốc gia hay không điều này là rất khó bởi vì là trận đấu nó mới diễn ra vào tối ngày hôm qua Đến bây giờ thì cũng chưa có cái manh mối nào nói với mình về cái việc là Văn Hoàng đang nằm trong tầm ngắm của Philip Chu Ce. Nhưng mình nghĩ là với tất cả những cái gì mà Văn Hoàng thể hiện trong ngày hôm qua thì mình nghĩ là không có lý do gì là là không trao cơ hội cho bạn đấy, đúng không ạ? À, khả năng ra vào rất là tốt, mặc dù là không được thi đấu nhiều. Nhưng mà các bạn thấy là Văn Hoàng cũng đã cũng đã thể hiện được cái khả năng của mình. Đấy, và ngày hôm qua thì à, bầu hiển đã tặng thưởng cho câu lạc bộ Hà Nội 1 tỷ và tặng riêng cho Hoàng, cho Văn Hoàng là 100 triệu. Thực ra thì nó cũng giống như kiểu mình mình cũng chia sẻ với các bạn đấy là vị trí như của Văn Hoàng đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà chơi ở vị trí phòng ngự và đặc biệt là lúc mà đội mà đội nhà giành chiến thắng thì người ta thường hút vào những người ghi bàn hơn là hơn là những người mà cản phá. Cho nên là việc này cũng là việc rất là bình thường bây giờ mình uh, xin phép là sẽ mình sẽ cập nhật cho các bạn về câu chuyện về văn hoàng mình nghĩ là đây cũng là một câu chuyện rất là hay sẽ cố gắng nha các bạn nhé bây giờ thì uh, mình xin phép là sẽ chuyển sang một cái chủ đề mà chắc chắn là các bạn rất là quan tâm đó là chúng ta cùng nhìn nhận xem là uh, uh, philip nguyễn và đặng văn lâm thì uh, hai thủ môn này có những lợi thế gì đó với các bạn thì mình xin được hỏi các bạn là theo các bạn thì ai sẽ là người Ai sẽ là người uh, trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam Theo các bạn Các bạn có thể đánh ở phần comment Theo các bạn thì Văn Lâm hay là Philip Nguyễn Các bạn có thể đánh chữ Văn Lâm hoặc là Philip Nguyễn Tùy các bạn Mình nói luôn là Đầu tiên mình muốn nói đến uh, lợi thế của Đặng Văn Lâm đã Đặng Văn Lâm có một lợi thế tuyệt đối Mình nghĩ là như vậy Đó là sự thấu hiểu đối với bóng đá Việt Nam Đó là cái khả năng ngôn ngữ Việt Nam Đó là sự uh, nhuần nhuyễn Với lối chơi của đội tuyển Đấy, bạn đấy chắc chắn là có lợi thế là vì những cầu thủ chơi xung quanh Văn Lâm ấy Là Văn Lâm đã chơi một khoảng thời gian rất là dài rồi đúng không ạ Đến bây giờ thì Văn Lâm cũng lên đội tuyển đâu đó được khoảng tầm uh, 6 năm rồi, hơn 6 năm rồi đúng không ạ Đó, 6 năm rồi Thì uh, trong 6 năm đấy không biết bao nhiêu những cầu thủ đã từng chơi với Văn Lâm Nhưng cái bộ khung này là cái bộ khung mà Văn Lâm mình nghĩ là rất là quen Quế Ngọc Hải di chuyển như thế nào, cái cách mà họ phối hợp với nhau ra sao Bùi Điến Dũng như thế nào rồi à, à, độ duy mạnh ra sao Tức là tất cả những cầu thủ chơi ở hệ thống phòng ngự Thì Văn Lâm đều đã khá là quen rồi Còn à, Philip Nguyễn thì mình nghĩ là Mới, bạn ấy rất là mới Thứ hai nữa là Cái ngôn ngữ Cái ngôn ngữ của Văn Lâm ấy, là bạn ấy có thể điều hành được Cái hệ thống phòng ngự cùng với trung vệ Cùng với đội trưởng Thì bạn ấy có thể lên, về, dịch ra Tức là bạn ấy có thể là làm chủ được cái ngôn ngữ Cho nên là trong cái cách mà Nghe hiểu ở trên sân, những cái điều chỉnh ở trên sân ấy mình nghĩ là văn lâm hơn hẳn thứ ba nữa cái này là cái yếu tố mình nghĩ là mang tính quyết định dưới triều đại của huấn luyện viên philip chuse đó là sự thấu hiểu triết lý bóng đá của huấn luyện viên và các bạn cũng biết là từ khi huấn luyện viên philip chuse lên nắm quyền thì đặng văn lâm đã luôn luôn là sự lựa chọn số một cho nên là mình nghĩ là không có cái gì lạ lẫm trong cái việc là chúng ta nghĩ rằng là văn lâm có rất nhiều lợi thế phải nói là ngoài ra thì văn lâm cũng có sự ủng hộ của rất là nhiều khán giả Văn Lâm đã là một tên tuổi lớn, được rất nhiều người yêu mến còn Philip Nguyễn thì hoàn toàn là một cái tên mới tinh. Đó. À, còn à, lợi thế của Philip Nguyễn là gì? À Văn Lâm còn có lợi một cái lợi thế nữa, đấy là Văn Lâm còn trẻ. Đấy, Văn Lâm sinh năm 1993. Còn à còn còn à, Philip Nguyễn là sinh năm 1992, tức là nó cách nhau một tuổi thôi. Nhưng mà các bạn biết là một trong những cái tiêu chí mà huấn luyện viên Philip Chuse lựa chọn à, nó lại là cả cái câu chuyện về khát vọng nó là cả câu chuyện về động lực nó là câu chuyện về tuổi tác nữa thì philip nguyễn sẽ có mấy lợi thế như sau lợi thế đầu tiên không thể phủ nhận đó là kỹ năng chơi chân philip nguyễn chơi chân tốt hơn so với văn lâm cái này thì không phải bàn nữa rồi đây không phải là quan điểm cá nhân của mình mà đây là thông tin thông tin này là từ đội tuyển ra nên là mình cũng khẳng định luôn với các bạn là philip nguyễn có khả năng chơi chân tốt hơn văn lâm thứ hai nữa là philip nguyễn có chiều cao tốt hơn văn lâm Chiều cao của Philip Nguyễn là tốt hơn Văn Lâm đến tận 4 cm. 4 cm mà cộng thêm mấy chiều dài của đôi tay thêm cái khả năng dậm nhảy nữa thì mình nghĩ nó phải rơi vào khoảng tầm từ 8 đến 10 cm. Từ 8 đến 10 cm là rất nhiều các bạn ạ, đối với một pha cứu thua, đặc biệt là những đội bóng mà rất là kém về bóng bổng như bóng đá Việt Nam. Trận đấu Việt Nam gặp Iraq chúng ta thua ở những giây cuối cùng, giây bù giờ cuối cùng. Tình huống đấy là một tình huống mà chúng ta đã thua trong một tình huống không chiến. Thì uh, Philip Nguyễn cao 1m92 trong khi Văn Lâm cao 1m88. Mình nghĩ là chắc chắn rồi. Uh, mình nói về cái chuyện chiều cao, mình nói về cái chuyện chơi chân để chúng ta nói đến hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là huấn luyện viên Philip Chuse kể cười kể từ khi bắt đầu điều hành buổi tập đầu tiên cho đến sau trận đấu với 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 uh, Iraq thì vẫn luôn luôn yêu cầu các thủ môn là phải tập cùng với đội. Thủ môn sẽ tập những bài tập chuyên biệt nhưng ngay sau đó là sẽ ra tập cùng với đội và thủ môn đóng vai trò là cầu thủ rất quan trọng. Vừa là một vị trí trung vệ vừa là một cầu thủ nhận bóng. Vì các bạn biết là chúng ta đá 3 trung vệ. 3 trung vệ thì bao giờ cũng thế là hai trung vệ của chúng ta sẽ rách ra hẳn ngoài biên. Tức là sẽ chạy ra hẳn ngoài biên đá như một hậu vệ biên và chỉ còn lại một trung vệ và một thủ môn thôi. Chứ là toàn bộ hệ thống của chúng ta đã lên rồi thì lúc đấy là các cầu thủ của chúng ta sẽ sẽ chiến đấu để làm sao nhận được những cái tình huống bóng khi bóng về thì có thể truyền về cho thủ môn cái này là cái rất là rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy uh, cái cách chơi đó và Philip Nguyễn thì mình đánh giá rất là cao về khả năng chơi chân rồi uh, nếu mà bây giờ nói về phản xạ thì nói chung là nó cũng là một chín một mười mình nghĩ là cả hai đều tốt cho nên là cá nhân mình đánh giá là Philip Nguyễn và Đặng Văn Lâm về cái phản xạ mình nghĩ là đều tốt trận đấu vừa rồi là cái trận đấu mà câu lạc bộ uh, Công an Hà Nội đã thua đã thua Hải Phòng, nhưng mà tất cả những cái bàn thua của câu Hà Nội đều không có lỗi của Philip Nguyễn. Còn uh, thực sự là Philip Nguyễn cũng đã tỏa sáng cho trận đấu đấy. Ở vòng vừa rồi thì mình nếu mà đánh giá thì mình nghĩ là Văn Lâm là thủ là thủ môn số 1. Đơn giản bởi vì bạn đấy cản phá nhiều và cũng đơn giản bởi vì là về sau thì uh, đội Maryland uh, quy nhân bình định đã có được cái uh, chiến thắng. Thì bao giờ người mà có được chiến thắng thì bao giờ cũng sẽ được uh, đánh giá cao hơn. Cái này là cái mà tất cả chúng ta đều thấy nó rất là tự nhiên. Cá nhân mình đánh giá là Philip Nguyễn khả năng cao sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Còn không biết là các bạn đánh giá như thế nào thì mình không biết nhưng mà mình uh, chia sẻ với mọi người như vậy để uh, chúng ta tức là mình đánh giá như vậy, mình đưa ra những cái thông tin như vậy để uh, để các bạn có thêm những cái uh, thông tin, các bạn xử lý thông tin xong thì các bạn sẽ đưa ra những cái quyết định của mọi người. Đó là những chia sẻ của mình và đây là thông tin. Mình nói luôn là liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như huấn luyện viên Philip Chu c rất uh, chờ đợi Philip Nguyễn. Đương nhiên là ông ấy sẽ nói rằng là chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa, như vậy là sẽ tốt hơn, một cơn đau đầu rất là thoải mái, một cơn đau đầu rất là dễ chịu thì ai cũng sẽ nói thế thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng chơi chân và chiều cao của Philip Nguyễn nó sẽ giúp cho Philip Nguyễn chuyển tất cả những cái bất lợi còn lại trở thành cái ưu điểm của mình. Bạn à, Nguyệt Trần ngỡ hỏi là anh Hải cho hỏi là khi nào thì thủ thành Patrick Lê Giang của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có quốc tịch Việt Nam để lên đội tuyển Việt Nam Việt Nam luôn không anh? Mình không biết đâu cái này thì nói thật là cái cái thông tin liên quan đến nhập tịch cho Patrick Lê Giang mình không thấy, không thấy có ai triển khai cả. Bạn à, hiệp thông Phan đó là kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao. Cũng hơn à, của Philip Nguyễn cũng hơn hẳn Văn Lâm. À, quả phát bóng lên trận Iraq do Văn Lâm phát bóng không ra biên theo mình nhận xét. À, đúng là nếu mà nói về kinh nghiệm trận mạc thì cũng rất là khó nói. Bởi vì là Đặng Văn Lâm thì cũng đã từng thi đấu ở vòng loại World Cup, đã từng thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Còn à, Philip Nguyễn thì đã từng thi đấu ở Europa League. Thực ra thì cái này nó hơi khó, thật sự là như vậy. Định tiêu thị của nó là bác xem cưng của cháu 2 năm rồi, chúc gia đình mạnh, cháu mạnh khỏe. Cảm ơn bác Đinh Thị Tiêu, cảm ơn bác rất là nhiều. À bạn Phú Phú Hà Văn có nói phản xạ nhanh phải nói đến Nguyên Mạnh. Mình nói thẳng luôn nếu mà nói đến cái khả năng phản xạ hay là khả năng chơi chân, mình nghĩ là không ai qua được Trần Nguyên Mạnh đâu. Đối với mình là Trần Nguyên Mạnh là số 1. Nhưng mà cái khổ một cái là Nguyên Mạnh lại thấp quá. Nguyên mạnh đâu đó thì cao 1m80 thôi thành ra là cực kỳ khó. Bạn thực quách của đó là với tính cách của ông huấn luyện viên này, tôi tin là Philip Nguyễn sẽ được chọn, cá nhân tôi vẫn muốn Văn Lâm là số 1. Thực ra thì mình nói ở đây là mình không có nói đến cái câu chuyện là Văn Lâm hay là Philip Nguyễn, đây không phải là câu chuyện loại trừ. Không phải là chúng ta có Philip Nguyễn thì chúng ta lại không yêu quý Văn Lâm. Mình nói thẳng luôn là như thế, Và Văn Lâm thì các bạn biết rồi. À, Văn Lâm đi lên từ sự ruồng bỏ thì chính xác hơn U19 bạn ấy bị loại về Hoàng Gia Lai không được bắt Đấy nhưng mà bạn ấy đi gần như cái quá trình thể hiện của bạn đấy thì nó quá là khủng khiếp Mình cho rằng là đây là một con người mà cái ý chí, cái động lực, cái khát khao và kể cả cái phương pháp của bạn đấy là một điều rất là đáng để chúng ta ngưỡng mộ Mình à, đến bây giờ mình vẫn nghĩ là cái câu chuyện Văn Lâm về cống hiến cho Tổ quốc Nó thực sự là một câu chuyện rất là cảm động các bạn nên uh, xem lại cái chương trình mình đã phỏng vấn bố của Văn Lâm Các bạn nên xem chương trình đó Và kể cả là những cái chương trình mình phỏng vấn Văn Lâm nữa Cảm ơn bạn rất là nhiều Bạn Bình Minh ngày mai có nó là Minh Hải không thích Văn Lâm Không Thích Văn Lâm chứ Mình nói luôn là cái câu chuyện của Philip Nguyễn Nó không thể cảm động bằng câu chuyện của, của Đặng Văn Lâm nữa mình thì nói thật luôn là ở đây các bạn đừng có nói về chuyện cá nhân ở đây nữa. Mình nghĩ là đây là chúng ta đang nói về cái tinh thần chuyên môn là chính. Nhưng mà mình nghĩ là ông cái này nói thật luôn là nó mình cũng khó để nói ra thật nó thật là gây gọn với mọi người. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn luôn là ông Chu Xê rất chờ đợi Văn Lâm. Cho nên mình cũng biết cảm ơn mọi người các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình còn bây giờ thì vẫn là luôn luôn là những cái sản phẩm rất là tốt mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng đó là cao ba long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao họ bị giảm trên đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác do công việc do cơ địa thì cao ba long nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân kéo dài tất cả mọi thứ Bây giờ chúng ta sử dụng cao ba long thì về sau lớn tuổi chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương và rất đến gãy chân, gãy tay, gãy xương. Và nếu bây giờ các bạn đang có những cái triệu chứng như vậy thì các bạn sử dụng cao ba long ngay nhé. Nó tăng canxi làm liền xương và đặc biệt làm giảm đau rất tốt. Đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp là cái điều mà không ai có thể tránh được. Các cháu nhỏ bị coi xương suy dinh dưỡng chậm lớn, cao ba long sẽ giúp các con phát triển bộ khung để cải thiện cả thể lực lên thể hình. Về sau các con sẽ to cao đẹp trai lớn đó và thứ ba là các chị em phụ nữ các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại độ tiết tố cho nó chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái thì cao bao long là sự lựa chọn số 1 ngoài ra nó còn giúp các chị em mới sinh con lại điều chỉnh lại được cái cơ thể của chúng ta vì các bạn biết rồi trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất chúng ta chuyển hết sang cho con khi sinh con ra rồi cơ thể chúng ta bị suy nhược và sau đó là nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy Ví dụ như là chúng ta bị yếu ớt này, cơ thể thì bị lỏng lẻo. Cao Ba Long sẽ hỗ trợ các chị em, giúp các chị em khỏe khoắn, chắc chắn và đương nhiên rồi, vững vàng luôn. Số điện thoại mình để trên logo 02477778877 và website là đông shop vn Đông trùng hạ thảo thì giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất, giúp chúng ta khỏe hơn. Đấy, đây là cái dưỡng chất bổ nhưng không béo, cho là chắc chắn một điều là nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cực kỳ khỏe mạnh thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cả cơ thể của chúng ta bổ sung thêm số lượng tế bào tốt từng ngày từng giờ cơ thể của chúng ta đang bị bào mòn về mặt tế bào và nếu mà chúng ta không tăng cường được cái số lượng bổ sung tế bào thì cơ bắp của chúng ta nó sẽ bị tăm teo cơ bắp tăm teo thì da rẻ nó sẽ nhăn nheo và cơ thể của chúng ta sẽ bị yếu ớt thì bây giờ là đông trùng hạ thảo sẽ giúp chúng ta bổ sung toàn bộ những cái tế bào đến khắp các bộ phận trên cơ thể và nó sẽ giúp cơ bắp chúng ta luôn luôn săn chắc cơ thể luôn luôn tráng kiện và nó kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương tức là cơ thể của chúng ta khu vực nào đấy bị khối u nó sẽ lấp đầy khoảng trống mà khối u để lại chỗ nào mà chúng ta phải bị mổ xẻ thì nó sẽ lấp đầy những cái khoảng trống mà dao kéo để lại những cái đoạn mà đứt gãy về mặt tế bào nó sẽ lấp đầy khu vực đó luôn nên là đây là một cái chức năng cực kỳ tốt của cơ thể nó giúp cho chúng ta giữ được cái thể lực thứ ba là nó tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch và vòng tròn miễn dịch nó chính là lá khiên nó chính là hệ thống phòng ngự cho cơ thể của chúng ta và đó là lý do vì sao đông trùng hạ thảo được các bác sĩ luôn luôn khuyên dùng cho những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe hoặc là những người đang bị bệnh khó chữa những người bị suy nhược cơ thể những người làm việc vất vả bởi vì nó sẽ tăng cường cho chúng ta cái bởi vì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta á, khi mà nó yếu đi là bệnh tật nó tấn công nó tấn công dễ dàng hơn và thậm chí là khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó bị thủng thì bệnh tật nó cứ lối đuôi nhau nó đi vào thôi thì bây giờ là cơ thể của chúng ta khi mà các bạn à, sử dụng đông trùng hạ thảo thì à, nó sẽ giúp cho các bạn mang lại những cái à, mang lại cho chúng ta thêm cái sự chắc chắn bởi vì à, ví dụ như là cơ thể của chúng ta sinh ra được một triệu cái kháng thể tự nhiên thì đông trùng hạ thảo sẽ chi viện chúng ta thêm một triệu nữa là hai như vậy là hệ miễn dịch của, của chúng ta mạnh lên gấp đôi hệ thống phòng ngự chúng ta mạnh lên gấp đôi nó giống như kiểu đội bóng ấy đang bảo vệ khung thành bởi 11 người thì bây giờ chúng ta được bảo vệ bởi 22 người cho nó cực kỳ vững chắc một sản phẩm giúp các bạn sống lâu một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc cả hai đều có mặt ở đông á shop vn và các bạn có thể gọi điện đến số 024 7777 -8877. và website thì các bạn nhớ đấy đông á shop vn cảm ơn mọi người rất nhiều Bây giờ mình sẽ chuyển sang trả lời câu hỏi. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Bạn Trương Thanh của nó là Nguyễn Văn Philip là chuẩn là thuần Việt nhất. Bạn Nguyễn Đào Nguyệt Đào Thị của nó là mình rất thích. Văn Lâm bắt cho đội tuyển. Mình nghĩ là có lẽ là đã từ rất lâu rồi đội tuyển Việt Nam của chúng ta mới có lực lượng thủ môn hùng mạnh như thế này. Đấy. Các bạn yên tâm là từ bây giờ cho đến ngày 12 mình sẽ cố gắng lấy bằng được cái thông tin liên quan đến uh, danh sách đăng ký sơ bộ của liên đoàn bóng đá việt nam dành cho asian cup các bạn yên tâm nhé bạn uh, huy sĩ có nói là chào anh hải anh không nói về văn toản hay sao văn toản hay văn toàn văn toản thì uh, bây giờ bạn ấy đang mất vị trí rồi mình sợ là đợt tới đây đình triệu khả năng cũng khó để có thể được lên đội tuyển bạn định tiêu thị có nói là philip nguyễn về việt nam công hiến đội tuyển việt nam thủ môn đỡ lo đi rồi bạn hùng kỳ trần mẹ vợ tôi nói sao không để cả hai lâm và philip nguyễn cùng bắt thì việt nam mình làm gì có cửa thua <laughs> cảm ơn bạn bạn trung hồ thưởng hải mới cắt tóc đẹp trai cảm ơn mọi người rất là nhiều cao nguyên em thích quan văn chuẩn chuẩn không cần phải chỉnh anh nhỉ quan văn chuẩn chắc chắn là tương lai của bóng đá việt nam các bạn cứ yên tâm điều này là điều mà khó có thể nào mà thay thay đổi được và liên đoàn bóng đá việt nam cũng như là các đội tuyển quốc gia cũng đang cũng đang cố gắng để đào tạo quan văn chuẩn bạn dũng trần thanh nói là rất vui khi philip nguyễn đã có quốc tịch việt nam minh hải nghĩ sao nếu minh hải đề cử giac sơn quang vinh lên liên đoàn bóng đá việt nam nhập quốc tịch cái này thì nó không nó không phải một mình liên đoàn đâu các bạn ạ. Nó phải liên quan đến cả Jackson Quang Vinh Pedden nữa. Nếu bạn Jackson Quang Vinh Pedden bạn ấy muốn, bạn ấy phải làm công văn, bạn phải làm đơn. Liên đoàn sẽ phối hợp, mình đảm bảo với các bạn là như vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở đây có bạn Quang Nam Trường Sơn, có đó là Minh Hải. Sau này nói nhầm nhiều quá đề nghị Minh Hải sau mỗi chương trình nên xem lại sai chỗ nào để rút kinh nghiệm em có một cái nhược điểm là khi em nói ấy, là đầu óc đầu em nó tư duy đầu ông này đầu em nó tư duy nhưng mà đôi khi cái mồm nó phát âm nó lại nó lại nhầm ví dụ như là có thể là em bị nhầm giữa những cái tên nó na ná, ná giống nhau văn quyến hay là văn quyết kiểu kiểu như vậy nhưng mà em nghĩ là mọi người cũng sẽ nghe mọi người sẽ hiểu thôi bạn thế Trung Trần của nó là Chào Minh Hải rất ồn ào một thời gian nay Philip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam nhưng nếu ông Chu Xe chưa gọi Philip Nguyễn lên đội tuyển đợt này thì sao cứ điều bình thường thôi chả có vấn đề gì cả mình nghĩ là bây giờ là bạn ấy mới có đầy đủ những cái những cái điều kiện cần để được gọi vào đội tuyển Việt Nam còn điều kiện đủ là bạn đấy phải không chấn thương bạn đấy phải không bị kỷ luật bạn đấy phải có được phong độ cao và bạn ấy phải được huấn luyện viên gọi ấy. sự đàm văn của nó là hôm qua văn hoàng bắt rất là tốt mình đồng ý mình rất là đồng ý với quan điểm của bạn đức tài phạm đức tài phạm có nói là hoàng trí công lên trưởng ban báo bóng đá thì hải có chia sẻ gì về người em và người đồng nghiệp mới vào nghề ngày nào Lúc Hải còn làm phó trưởng ban Sao bạn Đức Tài Phạm lại biết câu chuyện này nhỉ? Thực sự là mình rất là ngại nhận xét công khai về các đồng nghiệp Như là cái câu này mình xin phép các bạn là mình sẽ không nói Hoàng Trí Công là một người đồng nghiệp trẻ rất là rất là đa năng Và mình rất là thích cái sự chăm chỉ của của Trí Công còn à, tất nhiên là mỗi người sẽ có một sở trường. Các bạn ấy à, thực sự là đang có một cái điều kiện rất là thuận lợi để làm để làm việc. Thật sự là các bạn ấy cũng là những người thẩm thấu về công nghệ rất là tốt. Mình đánh giá cao các à, phóng viên trẻ. Bởi vì họ được đào tạo bài bản này, họ có à, họ có những cái công cụ làm việc rất là tốt, họ có được sự hỗ trợ của rất là đông đảo mọi người. Chứ các thế hệ đàn anh của mình ngày xưa là 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 vất vả gần như là cứ mò mẫm trong nghề thôi. Đề nghị các bạn hỏi những cái câu hỏi nó tập trung vào chủ đề nhá. Đấy, Văn Lâm này, rồi Philip Nguyễn này, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Bạn uh, channel Vtop của nó là hôm qua bình luận viên trận Hà Nội FC cười quá cứ nói Hà Nội FC ngạo nghễ nghe không quen thực ra ngày hôm qua là một cái chiến thắng rất là đáng tự hào của Hà Nội FC nên là nếu mà chúng ta có hơi thăng hoa hơn một chút thì các bạn thông cảm hôm qua nói thật là mình cũng rất là kìm chế chứ thật sự là lịch sử đấy lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ một đội bóng của chúng ta đánh bại được nhà đương kim vô địch của AFC Champions League được thế là thôi cũng uh, nó cũng là một cái chiến thắng lịch sử khiến cho chúng ta vui như là nhiều khi thăng hoa chút thì cũng không sao. Số lượng người xem đang cực kỳ đông mà số lượng người like đang rất ít đây này các bạn này. Số lượng người like đang chưa bằng 1/10 số lượng người à 1/5 số lượng người xem này. Hơi 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 buồn. Bạn chờ phong của đó là anh Hải cho em hỏi là trước Asian Cup đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu nào không? À, em nghĩ ít nhất cũng phải có những trận đấu để những cầu thủ của mình như philip nguyễn làm quen với lối chơi và có tiếng nói chung với đồng đội theo như những cái gì mà mình cập nhật đến thời điểm này thì không có trận đấu nào không có trận đấu nào cả nhưng mà mình không biết là không biết là là là, là mọi thứ nó sẽ diễn ra như nào ví dụ như là chúng ta chúng ta di chuyển thì có thể là chúng ta sẽ có Bạn Phạm Hữu Cầu người nói là ông Hải lại việt vị Bạn không theo dõi từ đầu thì bạn đừng có đưa ra những cái Những cái nhận xét như vậy Nó rất là buồn cười Mình nói với các bạn là 20 giờ 4 phút ngày hôm qua Thì bên Bộ Tư pháp mới báo cho Công an Hà Nội Đấy là mới báo miệng thôi Tức là Philip Nguyễn đã có quốc tịch rồi Nhưng mà ngày hôm nay các bạn ấy mới nhận được giấy tờ ở đây này bạn phạm hữu cầu bạn nghe bạn chả hiểu cái gì cả Xong rồi bạn cứ đi bạn mắng mỏ người khác khổ thế chứ gì bạn hay thanh có nói là hay thanh có nói là anh hải nói về alexander đặng đi chịu rồi alexander đặng giờ không còn thông tin gì nữa bạn ấy về thử việc cho thử việc ở Nam Định sau đó các bạn ấy bỏ đi chả biết nói thế nào nữa với bạn Hà Trung Dũng nữa rồi thôi bây giờ mình cứ cố gắng thôi ok mọi người các bạn uh, có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá, mình sẽ vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn. Và bây giờ thì mình đang chia sẻ với các bạn về uh, một cái mẫu giảm giá của Vicento. Đấy, mẫu giảm giá của Vicento các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Tức là giảm 60% cho những cái mẫu mẫu áo polo mà mình đã từng chia sẻ với các bạn trước đây, giảm 20% nữa với những mẫu áo khoác mà trước đây mình đã chia sẻ. Đấy và nó áp dụng từ ngày mùng 6 cho đến ngày 12 à mùng 6 đến mùng 9. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9. Và các bạn nhớ là có thể là tặng các bạn 60% cái 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 đơn hàng. 60% giá trị của đơn hàng. Các bạn vào vicento.vn để các bạn xem mẫu để các bạn chọn mẫu cho mình nhá. Hoặc là các bạn gọi đến số 0889 333300 này để các bạn có được cái tư vấn tốt nhất. Còn bây giờ là Menhow V8, nhân vật chính của hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Để gia đình của chúng ta luôn luôn an toàn, không bị cháy nổ, không bị chập điện thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm thật là tốt và đây là một sản phẩm mà gia đình nhà mình rất hay dùng. Và tất cả các uh, ổ điện nhà mình bây giờ là đều dùng cái Menhao V8 này. Đặc biệt là phòng của các bạn trẻ. Phòng của các bạn trẻ là các bạn ấy rất là bừa bượt. Đấy, khăn đỏ vứt ở đó. Uh, tất cả mọi thứ. Nói chung là rất là bừa, chỉ cần đánh tỷ lửa điện phát thì nó có thể uh, tạo ra những đám cháy rất là nguy hiểm. Men V8 làm bằng loại đồng Như là các bạn yên tâm nó truyền điện rất là tốt Và nó cũng đảm bảo cho chúng ta là giảm đi Thứ hai nữa là nó nó có được đến tận uh, Nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ Và nó chịu được tải là lên 4000W Các bạn nhìn thấy nó nhỏ nhỏ cái này thôi Nhưng kết nối được 12 thiết bị Bao gồm là 8 thiết bị là cắm ổ Và ở đây còn có 4 cái ổ cắm Đây là 4, 2 ổ USB và hai ổ Tai C Đấy, Các bạn sẽ được một đổi một trong vòng 6 tháng và sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm. Giá thì à, nó thực sự cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bạn mua một chiếc thì giá là 489 000 nếu như mà các bạn mua hai chiếc thì các bạn giá chỉ còn 968 000 và các bạn sẽ được tặng một cái ví da bò có chữ ký của Vlog Minh Hà. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn. Ổ điện này nó sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là truyền điện tốt, thứ hai là các bạn mang đi mang lại nó gọn. Thứ ba là các bạn có thể kết nối được với những cái thiết bị 12 thiết bị ở trong tầm tay của chúng ta không phải di chuyển đi đâu cả. Nhưng mà cái điều mà mình muốn nhấn mạnh nhất với các bạn đấy là tính an toàn. Nó phải an toàn tuyệt đối cho gia đình nhà chúng ta bởi vì nó là tính mạng, nó là tài sản, nó là niềm hạnh phúc của chúng ta. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Số điện thoại mình để trên logo các bạn nhé 0889 333300 33 và website là menhouse vn Cảm ơn mọi người. Bạn à Quốc Nguyễn của nó là Minh Hải cho hỏi là ổ cắm điện đấy dài mấy mét Nói thật là mình cũng không đo nhưng mà nó dài lắm Các bạn nhìn thấy nó dài lắm Cái này nó phải đến khoảng tầm 5 mét đấy. Bạn Hồ Thông của nó là đừng nói nhiều làm phiền phiền lòng Văn Lâm Philip Nguyễn cũng chưa đóng góp gì được cho đội tuyển cả Nên khó ai Nên khó ai nói ai hay hơn Tôi đánh giá cả hai đều hay nhưng mà bạn hồ thông thân mến là bạn không thể đưa cả hai thủ môn ra sân trong cùng một trận được đúng không nếu như bây giờ mà bạn phải làm một trận đấu bạn sẽ chọn ai bạn có thể chọn văn lâm bạn có thể chọn philip nguyễn ở đây chúng ta làm chương trình này không phải là để nói xấu nói tốt về cầu thủ của chúng ta mà ở đây là chúng ta phân tích xem điểm mạnh điểm yếu của từng người nó cũng đơn giản thôi Xuân Hiếu em đang đặt câu hỏi không thấy anh trả lời. Nguyễn Văn Nam chào em Hải, các bạn hãy like cho Minh Hải nhé. đưa tin vừa nhanh lại vừa chuẩn, nhiều người xem mà ít người like quá, các bạn hãy like đi nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Nam, cảm ơn anh rất nhiều. Số lượng người like cũng đã tăng lên chút xíu rồi. Bạn uh, Tiên Nguyễn có nói là tối nay chiếu về Văn Toàn đi anh, ok, mình cũng đang cố gắng để tối nay chiếu về Văn Toàn đây ngày hôm qua có một không biết là báo nào đấy có rất là nhiều bạn này tự nhiên hỏi mình là có phải là, là, là văn toàn rủ công phượng về đội thép xanh nam định hay không mình có thể trả lời thẳng luôn với các bạn là không bao giờ có chuyện đó chắc chắn là không có chuyện đó luôn bạn lâm phúc nói là giới thiệu áo anh đang mặc đi bạn có thể gọi điện đến số điện thoại để trên màn hình thì sẽ có chiếc áo này chiếc áo này thì nó đang có cái giảm giá rất là hay luôn các bạn mua hai cái rồi mà thêm một cái nữa là chỉ có thêm 200.000 nghìn bạn uh, chu bạn nhân chu tắc có nói là văn lâm hơn philip nguyễn là thành thạo tiếng việt kiểu đấy thì chắc chắn rồi văn lâm có nhiều uh, ưu điểm hơn philip nguyễn chứ sự thấu hiểu về triết uh, lý bóng đá của ông chu Xie này à, sự nhuần nhuyễn với các vị trí vệ tinh chơi xung quanh này khả năng tiếng việt của bạn đấy rất là tốt này và bạn ấy thực sự cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình rồi à, bạn đặng văn nguyễn có nói là văn hoàng bắt quá hay luôn phải không anh hải ơi mình tiên đoán thôi mình tiên đoán thôi nhé các bạn nhé thì mình nghĩ là khả năng cao là có thể văn hoàng cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của ông chu xê đấy cái này thì các bạn đợi mình nhé bạn đặng tú bùi cũng nói là minh hải mặc áo bị rộng rồi đấy dạo này em đang giảm cân trong suốt thời gian vừa rồi em đã giảm được 5 cân rồi Áo của em nó đang giảm một size Nên là Nhưng mà em thì em lại thích mặc những cái áo nó rộng rãi một tí Bạn là anh Nam của nó là có thêm Philip Nguyễn Chắc chắn là điều tuyệt vời cho đội tuyển quốc gia Mình chắc chắn luôn bởi đội tuyển Việt Nam Rất lúng túng khi không có văn lâm trong đội tuyển trong đội hình bởi thủ môn giỏi ảnh hưởng tâm lý lớn đến toàn đội cái này thì chắc chắc chắn luôn thực ra là đặng văn lâm với philip nguyễn cạnh tranh với nhau thì tốt cho cả hai bạn đấy tốt cho cả văn lâm tốt cho cả philip nguyễn và quan trọng nhất là tốt cho đội tuyển thế là đó bạn tình bùi bạn tình bùi ơi bạn alo hộ mình sang bên phía đông á hộ mình nhá bây giờ đã là hơn chục nghìn người đang xem này và số lượng người like của chúng ta mới có hơn 2 nghìn thật là đáng buồn. bạn tâm nguyện của nó là anh hải là fan đội bóng châu âu nào vậy ngày xưa mình thích ac milan sau đó là mình thích uh, mu và mu là cái lứa của david beckham của eric cantona đầu tiên là mình thích cái lứa đó sau đó là về sau thì uh, mình cũng xem nhiều thích real thích barca bây giờ thì mình khá là thích man city Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ các bạn uh... Các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Hay là thôi. Tối ngày hôm nay mình sẽ nếu như điều kiện mà mình dựng xong được thì tối ngày hôm nay mình sẽ phát cái chương trình về Văn Toàn. Văn Toàn sẽ nói về công phượng. Văn Toàn sẽ nói về thời gian bạn ấy ở Hàn, nỗi cô đơn ở Hàn. Bạn ấy sẽ nói về những cái ngày đang những ngày rất là hạnh phúc ở thép xanh Nam Định và kể cả là một cái cơ hội đang được hồi sinh tại đội tuyển quốc gia hy vọng là chúng ta sẽ làm kịp bây giờ thì minh hải xin được kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo